Ừ, rồi. Có vẻ đúng. Vậy thì bây giờ em lấy ví dụ đi. Ví dụ thì mình sẽ làm như nào? Em thì Đây tôi sẽ copy cùng một cái file vào trong cái phần này. Bạn khác cũng 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 tìm câu trả lời search luôn và mình cũng làm luôn. Bởi vì đằng nào mình cũng sẽ phải ôn tập những cái câu dạng như này cho cái bài thi của mình. Câu 2 này. Tôi viết câu 2 luôn nhá. Câu 2. Nhiều khái niệm và lấy ví dụ nêu định nghĩa chứ, định nghĩa và lấy ví dụ cho khái niệm làm khởi tạo. Đấy, câu 2. Câu 3 chúng ta là nêu định nghĩa lấy ví dụ, lấy ví dụ và so sánh giữa cái static method cái method trong bình thường trong class. Bạn suy nghĩ và trả lời những cái câu hỏi như này. Bởi vì những cái câu hỏi như này thì nó có đều có trong cái bộ video rồi. Thì chúng ta luyện tập, buổi này là buổi chúng ta chỉ luyện tập thôi và nhắc lại, ôn lại cho các bạn để chắc kiến thức. Sau đó chúng ta sẽ tập trung vào những cái ví dụ tốt hơn. Là tất cả chúng ta bật cam lên này. Tôi ngồi tôi vẽ vời, tôi múa may cuối cùng mình buồn quá. Bật cam lên đi. Khẩn trương nào. Đâu rồi? Không bật cam là coi như không điểm danh nhá. Bật cam lên đi các thanh niên. Nào. Câu 1 thì có ai trả lời được không? Nếu không là chúng ta phải học lại kiến thức về cái mảng này đấy. Không ai trả lời được à? Thế vậy thì chúng ta đến với một cái câu dễ hơn trước nhá, một cái câu dễ hơn trước là khái niệm OOP là gì? Có ai nhớ được OOP là gì không? Có thể trao đổi qua một chút. Không nhớ gì à? Mô tả lại các đối tượng trong bài toán. Mô tả lại các đối tượng trong bài toán. Rồi, gì nữa? Nó có ích gì? Nó có ích gì cho chúng ta? Hả cơ? Chuyển từ việc mô tả bằng lời nói hoặc chữ viết đến code bên bề. Nó sẽ dạng như này nhé, để tôi nốt lại cho chúng ta. Cái OP nó là một cái phương pháp lập trình mới. Phương pháp thực ra nó không phải mới với tôi mà là mới với các bạn thôi. Lập trình theo đối tượng. Phương pháp lập trình theo đối tượng mà cụ thể hơn là chúng ta sẽ tương tác với các cái class làm việc với các class thì mỗi một chúng ta có cái thêm cái khái niệm là mỗi class
nó tương đương với một cái đối tượng trong đề bài, và nó tương đương với một kiểu dữ liệu mới. Được. Vì sao lại tương đương với một kiểu dữ liệu mới? Thì đây nha, tôi thử cho chúng ta xem. À quên, nói nốt về lợi ích này. Lợi ích đem lại. Cái mạng nhà tôi vừa bị SIDA, tôi phải vào bằng 3G. Chẳng hiểu sao mạng FPT lần này SIDA vậy trưởng. Vẫn đang ghi hình đúng không? Rồi ok, tôi sẽ quay lại cái phần tôi đang demo dở. Mình đang luyên chuyên tự nhiên xong thấy ngẩng lên thấy chẳng thấy đứa nào. Đây nhá, tôi nói lại này. Cái OP ấy, về cơ bản nó là một cái phương pháp lập trình theo đối tượng. Tức là chúng ta làm việc với các cái thực thể, các cái đối tượng ở trong cái đề bài, cũng như là mình, nếu mà những cái đối tượng này mà không có trong đề bài thì có thể là nó sẽ giúp mình làm cái dự án, khái quát cái dự án của mình một cách dễ dàng, mình làm việc nó khoa học hơn. Thì đấy nó là cái đối tượng tiếp theo là làm việc, chúng ta làm việc chính. Mỗi một đối tượng tương đương với một cái class, được chưa? Thì ở đây chúng ta có thể khái quát như sau: mỗi một cái class tương đương với một đối tượng trong đề bài và tương đương với một kiểu dữ liệu mới, được chưa? Thì ở đây tôi có một cái đoạn ví dụ này. Có varam 1, varam hello, varam phones. Được chưa? Bây giờ chúng ta xem output của nó nhé. Thầy ơi, thầy xem màn hình đã. À ừ nhỉ, quên. Được chưa? Nhìn thấy chưa? Local host này. 3, 1, 2,
Quên nhầm, đây là polyamory rồi. Lesson 1. Đây, dưới nhìn nhá. Output của ba cái câu va đam này. Đây, output của ba câu va đam là in 1 này. Đây là kiểu dữ liệu của số này. String hello này, kiểu dữ liệu là string này. Bool là phone, thì là kiểu dữ liệu của thằng phone này. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục va đam ra một cái mảng nữa. 1 2 2 Ôi, như thế nào? Dạ. Đấy, chúng ta thấy kiểu dữ liệu nó là array. Cái đằng trước này là kiểu dữ liệu các bạn nhé. Được chưa? Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ chắc chắn là không có kiểu dữ liệu nào có thể đủ cái khả năng để mô tả lại một cái con người, đúng không? Một con người chúng ta không thể mô tả được, hay là một con vịt chúng ta không thể mô tả được, đúng không? Do đó chúng ta phải tạo ra một cái kiểu dữ liệu mới để có thể mô tả được các cái đối tượng thực tế có trong cuộc sống. Ví dụ tôi muốn tạo ra con vịt, chúng ta có cái class là con vịt. Được chưa? Như này, để tạo ra lớp này. Được chưa? Trong cái đề bài của chúng ta cần mô tả cái việc là những con vịt này nó có đủ số cân nặng để bán hay không. Được chưa? Thì chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến những cái thuộc tính nào của nó. Ví dụ như va là tạo thuộc tính nhá. Và ví dụ như là mã số con vịt, mã số được chưa, và mã số con vịt, bởi vì trong làm công nghiệp thì chúng ta sẽ đánh số hết, được chưa, thắt vòng vào chân hay là thắt bấm cái gì vào đấy vào cánh để chúng ta đánh dấu được các con vịt khác nhau, được chưa. Rồi thì va cân nặng là cân nặng, đúng không, là cân nặng này chứa $3 ngày sinh để làm gì, ngày sinh để chúng ta biết là con vịt này nó được bao nhiêu tháng rồi, tại đến tính đến thời điểm hiện tại, đúng không, gì nữa, và nó ở nó ở cái chuồng số bao nhiêu, mã số chuồng, được chưa. Thì đây nó là tạo ra, chúng ta đang tạo ra một cái thực thể, chúng ta mô tả lại con vịt kia. Con vịt ấy thì thực ra nó có rất nhiều cái thuộc tính. Ví dụ như nó có bệnh gì không, rồi thì bố mẹ nó là ai, địa chỉ nhà nó ở đâu, đấy, các thứ rất nhiều. Rồi kể cả chiều cao hay là số lượng lông, nếu thích chúng ta cũng có thể đưa vào đây được. Nhưng mà tuy nhiên, ở trong cái hệ thống này chúng ta chỉ yêu cầu là lấy những cái thông tin cần thiết thôi, thì chúng ta chỉ lấy bằng này thứ, chúng ta không thể nào mà lấy hết vào đây được. Nó không có ý nghĩa, do đó chúng ta không đem hết vào đây để sử dụng, được chưa? Do đó các bạn lưu ý nhá. Tiếp theo, ví dụ như con vịt này nó có cái tính năng, có cái function là ăn. Ví dụ như là chúng ta echo là vịt con, à, con vịt có mã số bằng $this, mũi tên đến mã số với đang ăn, dạ. Rồi thì chúng ta có function bán, và chúng ta có function xuất chuồng đi, xuất chuồng, dạ. Thì chúng ta có là echo, chúng ta viết ví dụ như viết ở đây là tính toán ngày, thời gian từ ngày nhập vào, từ ngày sinh đến thời gian ngày bán. Ví dụ chúng ta có là số x đi, x là bằng 100, ví dụ thế, thì chúng ta sẽ có là echo con vịt có mã số là this, mũi tên đến mã số, cân nặng $this, mũi tên đến cân nặng
sẽ enter này xuống dòng. Mình phải cân nặng này. Sinh trưởng trong. Sinh trưởng trong. Ví dụ như là đô la X này. Đô la X ngày. Dạ. Lãi suất chuộc. Dạ. Đó. Đó. Rồi thì chúng ta có function là cho ăn. Function cho ăn. Và nhận một cái tham số là lượng thức ăn. Lượng thức ăn. Ở trong này chúng ta có là this mũi tên đến cân nặng bằng cộng bằng với lượng thức ăn. Dạ. Đó thì đây là những cái việc chúng ta là mô tả lại một cái đối tượng thực tế ở trong cuộc sống và trong bài toán mình cần phải quản lý và mình chuyển nó thành mình khái quát nó những cái thuộc tính cần thiết này, những cái hành động mà nó sẽ xảy ra ở trong cái bài toán này. Dạ. Và sau đó chúng ta tạo ra đây là cái này gọi là cái class hay là một cái đối tượng. Dạ. Sau đấy chúng ta sẽ tiến hành là tạo ra các cái thực thể, các cái cá thể ở trong cái đối tượng con vịt này. Thì chúng ta có thể tạo ra ví dụ như đô la Vinh bằng new con vịt. Đấy. Dạ. Rồi thì Trung cũng bằng new con vịt như này. Thì thằng Vinh với thằng Trung này là hai con vịt. Và trong mỗi một cái tập thể vịt ấy thì Vinh và Trung là hai cái cá thể thuộc cái lớp con vịt này. Được chưa? Chúng ta có con vịt Vinh mã số là 001, con vịt Trung mã số là 002 hả? Thì đây nó là hai cái cá thể hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn độc lập với nhau. Được chưa? Và nó có cùng các thuộc tính, cùng các hành động nhưng mà cái giá trị mà hai thằng này nó có nó sẽ khác nhau. Ví dụ như khác nhau về tên nó đã là khác nhau rồi, đúng không? Cùng có cái thuộc tính là tên nhưng mà Vinh nó có tên là Nguyễn Bá Vinh, Trung nó có tên là Trịnh Thành Trung, được chưa? Các cái hành động do dẫn đến khác biệt về thuộc tính dẫn đến cái việc là các cái hành động xảy ra nó cũng sẽ có các cái kết quả khác nhau, được chưa? Mặc dù là cùng một cái khuôn, được chưa? Và bây giờ chúng ta tiến hành là thử va đâm ra cái đô la Vinh đó và chúng ta output này, nhìn không? Kiểu dữ liệu của cái biến đô la Vinh này nó là object, kiểu dữ liệu object thuộc loại là con vịt gồm các cái thuộc tính là mã số, cân nặng, ngày sinh và mã số chuộc. Thì đó nó là cái việc mà chúng ta làm việc với lại class và định nghĩa về OP nó là cái đấy gì. Đơn giản thôi là chúng ta code bằng class, được chưa? Trong cái đoạn vừa rồi có cái phần nào các bạn không hiểu không? Phần này khá là đơn giản thôi. Có ai thắc mắc gì không? Không ạ. Rồi nhá. Tiếp theo này, tôi đố các bạn biết là tôi viết như này có được không? Tôi là Vinh. Tên đến name bằng Nguyễn Bá Vinh. Và tôi echo ra đô la Vinh tên đến nêm này có chạy không? Đây các thuộc tính của nó, đây các thuộc tính của nó như này, nhưng mà tôi lại viết như này, có chạy không? Không chạy. Vì sao không chạy? Vì không có cái va khai báo đô la nêm ở trên nên mình không gọi được xuống. Sai bét thì nghe luôn. Đây nhá, tôi xem này, tôi comment vào đã. Đi đây. Ôi giời. Ai bảo không chạy. Sai đúng không? Được chưa?
Thế vì sao chúng ta lại có cái việc này được? Ngày các bạn đã từng học môn Java rồi đúng không? Còn nhớ gì Java không? Hay là quên hết rồi? Quên cái môn đấy gần như không học ạ. Ok. Như này nhá. Theo đúng lý thuyết và trong các cái ngôn ngữ như Java, như C#, được chưa? Những cái công việc làm như chúng ta hiện tại như này không bao giờ được phép xảy ra và nó báo lỗi ngay lập tức. Được chưa? Nhưng trong code PHP thì lại được. Đấy là sự khác nhau giữa các nền tảng khác nhau. Được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ giải thích như sau. Trong cái ngôn ngữ biên dịch như là C, như là C cộng cộng, như là Java, như là Python, như là C#, được chưa? Nó là ngôn ngữ biên dịch. Vì sao gọi là ngôn ngữ biên dịch? Tức là để chạy được cái phần mềm cho chúng ta code ra ấy, thì nó không chạy trực tiếp trên cái source code của mình, mà nó sẽ tiến hành là dịch cái source code của mình sang một cái ngôn ngữ gần với ngôn ngữ máy. Được chưa? Nó giống như cái việc mà các bạn bây giờ các bạn muốn nói chuyện với một thằng người Lào, tôi là người Việt Nam, tôi nói chuyện với một thằng người Lào, được chưa? Thì tôi sẽ phải thuê thằng Vinh. Thằng Vinh nó là cái thằng mà phiên dịch, nó biết cả tiếng Việt lẫn tiếng Lào, được chưa? Tôi sẽ nói chuyện với thằng Vinh, Vinh nó sẽ chuyển cái tiếng Việt của tôi sang tiếng Lào và nó nói cho cái thằng người Lào kia, được chưa? Và ngược lại nó cũng thế, hiểu không ạ? Các bạn hiểu không? Hiểu cái việc biên dịch không? Tức Có là khi mà chúng ta code ạ. xong, chúng ta phải chuyển đổi cái code của mình thành một cái định dạng khác, sau đó đưa cho máy tính nó đọc. Đấy là code biên dịch. Thì cái trò mà làm code biên dịch ấy, thì nó sẽ lại có cái chuyện là như này, nó có rất nhiều lợi ích và nó cũng có cái điểm dở của nó. Đó là khi mà chúng ta biên dịch ra thì máy tính nó sẽ phải tính toán và cấp phát bộ nhớ cho cái file đã được biên dịch kia, được chưa? Và khi chúng ta dịch xong phát là máy tính nó biết là à, cái phần mềm này của mày cao cấp cho mày bằng này bộ nhớ 100 MB, 200 MB, 300 MB hay 500 MB. Thì cái việc đấy là trong code chúng ta đã phải quy định rất là rõ ràng rồi, tao không cho phép mày phát sinh, được chưa? Muốn từ mày mày định nghĩa ra cái mày các cái biến của mày hay các cái việc thực thi logic của mày chỉ cần 500 MB thôi là được rồi, mày xin lên 501 tao không cho, được chưa? Thì đấy là cái đặc thù của ngôn ngữ biên dịch, là bắt buộc phải khai báo tất cả những cái biến, những cái phương thức định nghĩa trước thì mới dùng được, được chưa? Để cho làm gì? Để cho máy tính nó cũng cấp phát bộ nhớ, được chưa? Đấy là về các cái ngôn ngữ như, như Java, như C#, như C cộng cộng, như Python, được chưa? Nhưng mà bây giờ chúng ta đang code ở đây là ngôn ngữ thông dịch. Thông dịch là cái đích gì? Như này, thông dịch tương đương với cái việc là tôi đang nói chuyện với một thằng người Lào, nhưng mà tôi biết tiếng Anh, tôi biết tiếng Lào, tôi biết tiếng Anh, thằng Lào kia nó cũng chỉ biết tiếng Anh thôi, thế là hai thằng tôi đi nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, được chưa? Nói trực tiếp với nhau bằng tiếng Anh luôn, chẳng phải nhờ thêm bốn con thằng nào cả. Đó thì lúc đấy tôi sáng tạo cái đấy thì nó cũng, tôi nói ra nó cũng dễ hiểu, được chưa? Thì với các cái ngôn ngữ thông dịch thì chúng ta có thể là tạo, đặc biệt về đối tượng ấy, chúng ta có thể tạo ra các cái thực thể và coi nhập các cái thuộc tính bất cứ khi nào chúng ta muốn, được chưa? Sau khi chúng ta tạo ra cá thể mới rồi thì cái thuộc tính của cá thể đấy chúng ta có thể tạo ra bất kỳ khi nào chúng ta muốn, bởi vì code của BP là cái Apache nó sẽ dịch từ trên xuống dưới, gặp đâu nó dịch đấy, cho nên là nó đích biết tổng tổng cái bộ nhớ mà nó phải phân cấp cho cái ứng dụng Java, cho ứng dụng BP của chúng ta là bao nhiêu, nó đích biết rồi, thì nó cứ gặp ở đâu nó phân cấp, nó phân thêm phân quyền thêm bộ nhớ thì đấy. Các bạn hình dung ra cái vấn đề này không ạ? Mất mẹ ăn mạng rồi. Có, vẫn nghe thấy mà thầy. Vẫn nghe được mà thầy. Tôi chờ tôi mấy phút nhé để tôi vào lại cái mạng wifi. Tự nhiên mấy hôm nay mạng FPT nó SIDA với đấy. Được chưa? Đấy là về cái khái niệm về thông dịch, biên dịch cũng như là một vài cái cơ bản về OP. Được chưa các bạn ơi? Có hình dung ra không ạ?
Thì ở đây chúng ta có cái khái niệm mà đặc biệt là mình, các bạn rất hay bị nhầm nhá, là mình không bao giờ được nhầm đâu. Cái này này, cái này này, cái này. Cái class này là cái đối tượng nhá. Dạ, cái này là cái đối tượng, là cái class. Dạ, nó là cái class. Dạ. Còn cái này này, cái vinh với cái chung này, này được new new cô new new con vịt mà, new con vịt, được chưa? Thì hai cái này chúng ta gọi là cá thể hay là thực thể hay là instant. Được chưa? Nhớ nhá, mình không được nhầm lẫn giữa hai cái khái niệm. Một cái là cái khuôn sinh ra và một cái là một cái cá thể, một cái thực thể ở trong cái tập hợp, ở trong cái định nghĩa, trong cái khuôn kia. Các bạn hình dung ra phần này không? Yeah. Nó cũng tương đối dễ thôi, để tôi mua thêm 3G đã. Các bạn sẽ thấy nó hơi bị giật do hết dung lượng cao rồi. Mạng wifi cứt. Được chưa? Không được nhầm lẫn nha, cái việc này rất là quan trọng đấy. Tiếp tục này. Và cái này này nó gọi với cái tên là thuộc tính nhá, thuộc tính hay là attribute. Dạ. Còn cái này nó sẽ gọi là phương thức hay gọi là method hay gọi là action, đều đúng cả. Dạ. Thế bây giờ nhắc lại một chút là chúng ta có cái từ khóa $ này. Thế $ nó là cái gì, có ai biết không? Nó là con vịt thầy. Sai rồi. Sao kiểu như là con thỏ, thỏ đến một giá trị nào đấy. Từ từ nói lại em ơi, nói lại nào. Nó kiểu như là con thỏ để mình thỏ đến một giá trị nào đấy. Giá trị tôi đang hỏi nó là cái gì? Nhưng mà giá trị đấy là giá trị của ai? Giá trị trong class, trong hàm cùng. Tiếp theo đi, có bạn nào khác không? Nãy giờ hai người đều trả lời không đúng rồi. Nào, có ai có câu trả lời cho cái $ không? Nó là function đó. Nó là function, sai luôn. Đây nhá, để demo này. Nhìn này. Tôi sẽ bung to này ra. Rồi nhìn thấy code rồi đúng không? Tôi xóa mẹ cái đoạn trên này đi nhá. Rồi, bây giờ chúng ta xem này. Chúng ta có vinh bằng new con vịt. Chúng ta có $vinh. Mũi tên đến mã số bằng con vịt CV0001, được chưa? Vinh mũi tên đến cân nặng, vinh mũi tên đến cân nặng bằng 2 kg, vinh mũi tên đến ngày sinh là 2019 ở 2019 trừ 11 trừ 03, ví dụ thế. Con vịt này đẻ ngày này. Tiếp theo là vinh mã số chuồng. Mã số chuồng là 003. Được chưa? Tương tự với con vịt vinh này, chúng ta có con vịt chung. Đó. Đây, chúng ta có con vịt chung.
có mã số là 004, có cân nặng bằng 2,5 kg, ngày sinh là tháng 10, ngày 25, mã số chuồng là 006, được chưa? Thì ở đây với cái mớ cốt này thì chúng ta có hai cái cá thể khác nhau, được chưa? Khác nhau hoàn toàn luôn. Ông Vinh này, con vịt Vinh này mã số khác nhau, khác cái con vịt chung ở các cái giá trị của các thuộc tính của nó, đúng chưa? Bây giờ tôi sẽ như sau, tôi thực hiện như sau, đó là tôi sẽ tiến hành là đô la vinh mũi tên đến ăn mở ngoặc, được chưa? Vinh mũi tên đến ăn và tôi echo ra một cái br đến chung cũng ăn luôn. Chúng ta xem output nhá, xem output này. Bạn thấy gì ở đây? Bạn thấy gì ở cái output và ở cái đoạn này? Và zip là gì? Zip ở đây đang là ID đúng không? Rồi zip này là ID thuộc tính. Wow, zip là gì? Nào, chưa ai đúng cả. Zip để gọi các thành phần trong class. Ô, thế nó không gọi được phương thức à? Đây nha, chúng ta thấy là cái khung này thì nó giống như hệt đúng không? Hai thằng này đều giống như hệt nhau đúng không? Nhưng mà cái zip cái mã số này nó cho output khác nhau đúng không? Đúng chưa? Vâng. Thì chúng ta có cái phát biểu như này này. Trong các cái phương thức ở trong một class thì DolaZip nó là cái, nó trỏ đến cái cá thể hay là cái thực thể đang thực thi hành động. Nghe lại nhá. DolaZip nó trỏ đến cái thực thể đang thực thi hành động. Được chưa? Ví dụ chúng ta có cái thực thể đầu tiên là đô la Vinh. Được chưa? Vinh có các cái giá trị của Vinh riêng, ví dụ như mã số của Vinh là CV001. Được chưa? Bây giờ Vinh thực hiện hành động ăn. Được chưa? Vinh thực hiện hành động ăn. Và trong cái hành động ăn đấy, tôi không thể nào mà có cái biến là đô la Vinh mũi tên đến mã số được, nó sẽ báo lỗi ngay lập tức. Bởi vì cái biến Vinh này nó chưa được tạo ra đúng không ạ? Do đó ở đây chúng ta có cái từ this. This là chính nó. Nó là ai? Nó là cái thằng thực thi hành động. Hay còn gọi ở đây thằng gọi đến cái hàm ăn là thằng Vinh. Được chưa? Thì ở đây chúng ta có, khi mà dịch code ra thì chúng ta có this mã số tương đương với lại là Vinh mũi tên đến mã số, mà mã số của Vinh đang bằng CV001. Các bạn hình dung ra không ạ? Hình dung ra cái zip này chưa? Tương tự với nó chúng ta có cái thực thể là chung. Chung có mã số là CV004 và gọi đến cái hàm ăn này thì có cái đô la zip mũi tên đến mã số tương đương với gọi là chung mũi tên đến mã số, bởi vì chung đang thực thi cái hành động ăn này. Có hình dung được không ạ? Hiểu cái đô la zip không? Đô la zip. Hả? Khó. Hiểu chưa? Rồi. Nó tương đối dễ, nhưng mà chúng ta cũng rất dễ bị nhập. Đô la zip nó là, nhắc lại này. Đô la zip nó là trỏ đến cái thực thể đang thực thi hành động. Được chưa? Zip nó tương đương với thằng Vinh này. Nó cũng có thể tương đương với thằng Trung này. Nhưng mà nó lấy cái gì ra thì nó còn phụ thuộc vào cái
cái thuộc tính hay là cái phương thức nó lấy ra ngoài. Được chưa? Được chưa bạn ơi? Ok nhá, tôi cho biết vào đây là Polaris. Nó là cái thực thể đang thực thi hành động. Ok chưa? Được chưa? Thế thôi nhá. Đấy là về ổn về cơ bản. Được chưa? Rất là dễ. Rồi, đọc lại một lần đi. Cho chúng ta 5 phút để ngồi đọc lại một lần. Tất cả những cái gì mà chúng ta vừa mới học xong. Tôi sẽ đẩy cái code của tôi lên. Ủa. Nó không có cái vẹo mè gì vậy. Ồ. Nó không có gì nhỉ. Thôi, cứ giờ. Sai rồi. Giờ thì tôi đẩy cốt lên nhá. Em bọn GitHub này dạo này SIDA đã. Bạn chờ tôi chút. Đây. Tạo ra một project ở trong. Đây nha các bạn này, cái GitHub của lớp mình đây. Phần chat nhé. Cốt tôi đã đẩy lên trên đấy rồi đấy.
Bây giờ thì mời. Được rồi ạ. Ok nhá. Thế chúng ta sang đến cái câu hỏi thứ hai đi. Đây. Câu hỏi thứ hai của chúng ta là đây. Định nghĩa và lấy ví dụ cho khái niệm hàm khởi tạo. Nào, chúng ta còn nhớ cái gì về cái này không? Còn nhớ gì không? Hàm khởi tạo là hàm như nào? Không ai nhớ gì à? Chứng tỏ là đám ông xem video không nhớ rồi, không xem video. Hàm khởi tạo là hàm sẽ được gọi ngay lập tức. Ừ, khi nào? Khi khởi tạo đối tượng. Khi khởi tạo đối tượng à? Khởi tạo đối tượng là như nào? Hả? Nào? Hàm khởi tạo là hàm được gọi ngay lập tức. Ngay lập tức khi gì? Khi khởi tạo thực thể. Khi nào? Nói lại nào. Khi tạo ra một đối tượng. Sai rồi. Khi đúng, bạn nào vừa nói thầm thầm ấy là bạn đúng ấy. Khi tạo ra một thực thể mới. Thấy chưa? Khi tạo ra một thực thể mới, một cái instance mới thì là cái hàm khởi tạo auto được chạy. Đây, ví dụ như sau. Chúng ta có class là animal đi. Class là animal. Chúng ta có cái function là gạch construct. Dạ, thành cái construct. Chúng ta hoàn toàn có thể là echo ra tạo mới thực thể. Chúng ta xuống dòng bây giờ. Dạ. Bây giờ tôi có là đô la thiện bằng new animal. New animal. Tôi có là nam bằng new animal. Chầm. Này. Dạ. Các bạn có thấy là mũi tên thiện mũi tên đến con suất hay là nam mũi tên đến con suất không? Không đúng không? Nhưng mà bây giờ tôi sẽ chạy. Đây tôi có câu 2. Thấy không? Tôi có nó chạy ra hai lệnh tạo mới thực thể tương đương việc là do tôi tạo ra hai cái thực thể thuộc lớp animal, cho nên là cái hàm construct này nó được chạy hai lần. Được chưa? Thì đấy nó là ý nghĩa của hàm khởi tạo. Được chưa? Đây, hàm khởi tạo là hàm được gọi ngay lập tức khi tạo ra một thực thể mới. Đây, tạo thực thể mới đây, chạy này một lần, tạo một thực thể mới thứ hai, chạy lần nữa. Ok chưa các bạn ơi? Ok rồi. Chưa? Rồi, thế vậy bây giờ chúng ta có thể là làm cái đích gì với cái thằng hàm khởi tạo này? Đúng không? Thì đây, chúng ta hoàn toàn có thể là cách thứ nhất là nhận các tham số, ví dụ như name, age. Được chưa? Thì chúng ta hoàn toàn có dollar this, mũi tên đến name bằng dollar name. Mũi dollar this, mũi tên đến age bằng dollar age. À, tạo mới thực thể chúng ta có thể là Vadam Lazis ở đây. Như này. Dạ. Và khi chúng ta tạo ra thiện bằng new animal, các bạn thấy nó báo lỗi này. Trong này nó yêu cầu chúng ta nhận hai tham số là name và age. Expect two argument. Tức là mong đợi có hai cái tham số truyền vào. Thì chúng ta sẽ có đây là Trần Hữu Thiện này. H bằng 30 này, cái lỗi ngay, được chưa? Tiếp theo đây là Nguyễn Văn Nam này, tuổi là 21, được chưa? Và bây giờ chúng ta chạy, bạn thấy không ạ? Tạo mới thực thể xong chúng ta va đam ra thì nó có object thằng đầu tiên, name bằng Trần Hữu Thiện, H bằng 30, thằng thứ hai, name bằng Nguyễn Văn Nam, H bằng 21, được chưa? Thì cách đây là cách dùng đầu tiên cho thằng construct này là chúng ta tạo mới một cái thực thể với việc là chúng ta truyền các tham số vào ngay lập tức, được chưa? Thì nó sẽ giúp chúng ta
gán luôn các cái giá trị thuộc tính một cách tốt hơn. Được chưa? Hiểu chưa các bạn ơi? Như bình thường chúng ta tạo ra một thuộc tính ấy, chúng ta có thể là thiện PH mũi tên đến address bằng Hà Đông đi. Ví dụ vậy. Thì như bình thường chúng ta như lúc nãy chúng ta không có cái đoạn này. Thì chúng ta gán các cái giá trị cho các cái thuộc tính ấy, nó rất là mệt. Đúng không? Nó mất, ví dụ như gắn name, gắn age, xong gắn address nữa, nó mất 3 dòng. Cộng với thêm cái dòng new này nữa, mất 4 dòng code. Nhưng bây giờ các bạn thấy là tôi hoàn toàn có thể chỉ cần 1 dòng code để làm rồi đúng không? Bằng cách là tôi thêm cái address vào đây. Đó, bằng cách tôi thêm address vào đây, tôi chuyển cái Hà Đông vào lên trên cái đường dẫn. Này là ở Hà Tây. Được chưa? Đây, output này. À, quên, chưa gắn address. Đây. Được chưa? Các bạn đã thấy cái ý nghĩa của cái hàm construct chưa? Rồi. Rồi, đây là mới chỉ một cách dùng thôi nhá. Mới chỉ một cách dùng của hàm construct thôi. Đây nữa này. Chúng ta nhìn thấy cái này là cái gì? Đây có phải hàm khởi tạo không? Có. Có đúng không? Thì chúng ta thấy là cái hàm khởi tạo nó giúp chúng ta làm cái việc gì đấy? Connect DB. Ngay khi chúng ta tạo ra một thực thể mới của cái lớp category này thì nó đã có cái kết nối đến cái database rồi. Được chưa? Ngay khi tạo ra một thực thể mới thuộc cái lớp category thì cái thực thể đó đã có kết nối đến database rồi. Được chưa? Thì đây là cách dùng thứ hai. Chúng ta gán những cái giá trị cần thiết, gán những cái giá trị cần thiết cho một thuộc tính nào đấy của một cái thực thể ngay lập tức khi nó được mới được tạo ra. Ok không ạ? Được chưa? Thì đấy nó là ý nghĩa của hàm khởi tạo nhá. Học tiếp được kiến thức mới không hay là luyện tập? Luyện tập thì thầy nói thêm về cái hàm deconstruct được không? Thế đấy không có hàm deconstruct nhưng mà chúng ta không dùng, gần như là các cái project đều không dùng. Hàm destructor là hàm hủy. Hàm hủy tức là nó giải phóng bộ nhớ cho các cái biến, các cái thực thể được tạo ra thì chúng ta có nhưng mà chúng ta không dùng, gần như không dùng đấy, các phương thức nó không dùng. Chỉ biết là có cái hàm đấy thôi chứ tôi cũng chưa dùng cái đấy bao giờ. Được chưa? Em tưởng cái đấy là được dùng để xóa cái hàm này. Không tại vì em chưa xóa hàm này nữa. Không phải dùng để xóa hàm này đâu mà dùng để giải phóng bộ nhớ, bởi vì chúng ta đây này tip name là tạo ra một cái biến mới đúng không? Tạo ra một chỗ lưu trữ dữ liệu mới. Address, bởi vì trong một cái instance ấy thì nó phải cấp rất nhiều bộ nhớ cho cái instance đó để lưu trữ các cái giá trị. Thì bây giờ nó destructor là nó bắn hết đi, giải phóng hết. Được chưa? Vâng. Rồi, tiếp tục đi. Đây là cái hàm khởi tạo nhá. Được chưa? Rồi. Bây giờ thì chúng ta đây tôi có một cái ví dụ như này. Đây. Ê, tôi để pha đi, nó dễ. Bỏ cái topic đi. Đây. Cái đoạn này sẽ là, đây tôi sẽ gửi code cho các bạn luôn nhé. À, code này hình như là có ở trên GitHub rồi đúng không? Các bạn lên GitHub để lấy. Đây. Đây. Được chưa các bạn ạ?
Lấy được về chưa các bạn? Ném cái file poly MVC vào trong database nhá. Các bạn tạo ra một cái database mới. Sau đó là thực thi cái câu poly MV, cái file poly MVC kia. Được chưa? Làm giúp tôi cái việc đấy đi. Xem được chưa? Được chưa? Được chưa các bạn ơi? Đã ném cái file SQL đấy vào database chưa? Rồi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn qua các bạn cái cách sử dụng cái những cái code ở trong này nhá. Đây ví dụ như tôi copy cái duplicate thằng này đi. Lên phần là lesson 1 của page ở đây. Được chưa? Đây trong cái code của chúng ta có những cái gì? Trong code của mình có những cái gì? Đầu tiên tôi có một cái class category này. Tôi có var table bằng categories, có cái function construct bằng new PDO. Được chưa? PDO này là kết nối đến cái database của tôi. Các bạn thấy có cái DB name này, có cái charset này, có root password này. Như máy của các bạn nếu cài SAM thì không kịp xóa các đoạn 1256 đi như này nhá, để như này nhá. Được chưa? Xong chưa? Sau đó tôi có cái hàm own này, cái hàm này để giúp tôi thực thi cái gì? Tôi có biến query bằng select sound from $zip mũi tên đến table. $zip mũi tên đến table nó chọn đến cái gì ạ? Nó sẽ lấy giá trị gì ra? Nó sẽ lấy giá trị gì ra? Lấy giá trị của cái DB ra. Thì bạn không đúng rồi. Cái đoạn này mà, cái đoạn này tương đương với cái gì? Category. Cái này nó tương đương với cái này này. Zip mà, zip thì trỏ đến thực thể mà. Đúng không? Mũi tên đến table thì cái thực thể đấy có cái giá trị của có cái giá trị của thuộc tính table là category thì tương đương với cái đoạn cái biến query của chúng ta có là select sound from category. Được chưa? Ok, hiểu cái đoạn này không? Rồi ạ. Rồi. Tiếp theo chúng ta có cái statement, một cái biến statement là cái phát biểu bằng this lại là thực thể. Mũi tên đến con là cái này đúng không? Là cái kết nối database đúng không? Đúng chưa? Mũi tên đến prepare và truyền cái query ở phía trên này vào. Được chưa? Tức là chúng ta truyền nạp cái câu select sound from categories vào trong cái kết nối đến database. Tiếp theo chúng ta STMT mũi tên đến execute và STMT mũi tên đến fetch all. Cái đoạn này là tóm lại cái mớ này dùng để làm gì? À, các thầy? Để lấy hết toàn bộ dữ liệu ở trong cái bảng category. Đúng rồi, chính xác. Thì bây giờ tôi sẽ có một cái file là câu 3 pp để dùng được cái hàm on kia. Để dùng được cái hàm on kia thì chúng ta có là đầu tiên chúng ta phải require one. Requirements cái chấm sược
category.pp require vào đây. Chúng ta có thể là đô la kết bằng new category. Đã. Sau đó để lấy được toàn bộ dữ liệu ra, đây là tôi để là kết model đi. Để lấy được toàn bộ dữ liệu ở trong bảng category ra thì tôi sẽ có là đô la get sc bằng đô la get model mũi tên đến on. Dạ. Và bây giờ tôi sẽ echo ra cái pre. Cái pre. Sau đó tôi va đăm ra cái biến get sc. Dạ, bây giờ chúng ta chạy thử nhá. Lấy ra toàn bộ dữ liệu không? Dạ. Có 7 cái bản ghi ở trong database. Đây, 7 cái này. Thì nó trả cho chúng ta cái mảng array 7. Được chưa? Các bạn làm đến đây đi. Xem có vấn đề gì không? Làm cho tôi chạy ra ngoài chút. Buổi hôm nay có điểm danh không nhỉ? Alo, alo. Có biết ở đâu ngoài? Đúng rồi, mày lấy được bản ghi chưa? Lấy rồi. Lừa thế nhỉ? Lấy rồi. Ờ, nó cứ bị à. Tao hiểu tại sao, tao hiểu tại sao.
Bật mic. Xong chưa các bạn ơi? Lấy được dữ liệu rồi chưa? Rồi ạ. Ok. Bây giờ nhá, các bạn đã có cái tập hợp của cái thằng kết này rồi. Được chưa? Bây giờ tôi có một cái table dưới này. Được chưa? Tôi có các cái thông số như sau. Thầy ơi, xem màn hình đã. Ừ nhỉ, quên. Được chưa? Đây, tôi có một cái table dưới này. Tôi có cái TH. TH. Trong này có các cái TH. Các bạn biết tôi định làm gì chưa? Là để view hết toàn bộ dữ liệu ra đúng không ạ? Đúng rồi. À, thôi, thầy cứ làm đi. Cái này em đang mắc ở chỗ này. Name này. Rồi, name này, slug này. Rồi xong. Body. Đó, thì bây giờ tôi yêu cầu cần là các bạn sẽ hiển thị mỗi một cái phần tử này. Mỗi một cái array này nó là một dòng ở trong cái tbody này, tương đương với một cái tr. Có hiểu không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái vòng lặp để có thể là hiển thị toàn bộ dữ liệu mà chúng ta vừa mới lấy được từ trong cái bảng category kia ra ngoài. Thì bây giờ chúng ta có làm lấy được ra không ạ? Được ạ. Rồi, làm thử đi. Làm thử đi xem nó sẽ như nào.
Sắp xong chưa? Được chưa các bạn ơi, hiển thị được danh sách chưa? Xong rồi ạ. Ghê. Xong rồi gì? Nào làm nào, đọc cho tôi nào. Forex ạ. Forex. Forex cái gì? Kết KETS ạ. Cái đi rồi từ trả đi rồi giờ sao giờ là TR ạ TR TD ạ đi. Bằng kết ID ạ có mở ngoặc à vâng vâng đây là name wow. Cái này là slug đúng chưa vâng à, ok đúng không à, quên tôi phải bỏ ba đầm đi đặc biệt kết name slug thì không có slug tôi không điền giá trị đây slug này không có là t-shirt skinny jean flat skirt như vậy giờ đây nó mới có này ok chưa các bạn ơi hiển thị được chưa bỏ cái queen đi.
Được chưa? Bây giờ yêu cầu của chúng ta như sau. Ở mỗi một dòng này, đây ở trên này tôi sẽ thêm một cái nút là thêm này. Ở mỗi một dòng này tôi sẽ thêm một cái TR nữa, ở TD nữa. Đây nút A, cái A. Đây là xóa. Hỏi chấm ID bằng echo của biến kết tên đến ID. Rồi đây, chúng ta có cái các nút xóa này, ID 2345. Dạ. Thì bây giờ các bạn làm thế nào để có thể xóa được cái bản ghi ở này đi khi mà tôi bấm vào cái nút remove? Các bạn sẽ làm như nào? Nếu tôi bấm vào cái thẻ A này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thanh niên một bảng bìa thì nó sẽ xóa một dòng ở một dòng trong row này. Không, các bạn phải thực hiện code như nào chứ còn ai chả biết là nó phải xóa cái dòng đấy đi. Các bạn bây giờ các bạn nếu mà cho để các bạn code, các bạn sẽ làm như nào? Không ai có trả lời à? Tạo file, tạo ra một file remove.php. Ok, tạo ra file remove.php. Tiếp theo làm gì trong này? Tạo get ID. Lấy bằng đô la gạch dưới get. Thì còn sao nữa? Thực hiện thực hiện lệnh xóa. Select sao? Select delete from, delete from requirements sửa category.php. Rồi bây giờ tôi sẽ có như sau nhá. Tôi viết cốt trước và các bạn sẽ hoàn thiện nó, được chưa? Tôi là get model bằng new category. Bây giờ tôi sẽ có là get model mũi tên đến destroy và truyền cái đô la ID kia vào và tôi echo là done. Bây giờ các bạn thấy tôi có cái kết mô đồ này là một cái thực thể của lớp category đúng không? Đúng chưa? Đúng rồi. Đúng chưa? Vâng. Bây giờ tôi có kết mô đồ gọi đến cái phương thức destroy. Thì cái phương thức destroy này đã có chưa? Có ở trong cái kết category này chưa? Chưa. Không. Bảng mô bây giờ làm gì đã có? Đúng không? Chưa có đúng không? Thì bây giờ tôi yêu cầu các bạn phải viết code cho tôi ở trong cái hàm destroy, tạo hàm destroy và viết code cho nó để làm sao sau khi tôi gọi cái hàm destroy đấy với cái cú pháp như thế này, với cú pháp như thế này thì cái kết một cái bản ghi ở trong cái bảng kết sẽ bị xóa đi. Cái nào xóa đi dựa vào cái ID truyền vào đây sẽ bị xóa đi. Được chưa? Các bạn có 5 phút để làm bài này. Được chưa? 5 phút để làm bài này và tôi sẽ review. Ai xong sớm nhất, hai người xong sớm nhất tôi sẽ cộng điểm assignment. Được chưa? Chúng ta có 5 phút bắt đầu từ giờ 8:34 cho đến 8:40. Làm luôn nhá. Các bạn bật cam đấy nhá, bật cam đấy nhá, phòng đào tạo vào giờ.
Được chưa? Có tìm được hướng làm không? Thanh niên, làm thử thế nào? Treo luôn rồi. Thế ơi, em viết em phối nhà đúng không thầy? Mà sao nó cứ báo lỗi hả? Đâu, xem màn hình xem nào. Em viết cái FX nhà đúng không ạ? Ở trên ô bây giờ em mới nghe rồi. hiểu không Vinh ơi, không nghe thấy không? Ở cái đâu dấu đóng ngoặc ở cái đây phôi cách thêm dấu hai chấm đúng vào rồi, đây à? À. Dòng 17 ấy. Đây dòng 17 đây hả? Dòng 17 cơ mà. Dòng bao nhiêu là dòng 17? À, bảo sao? Đúng rồi, đấy, lưu xuống chạy đi. Dòng 4 nữa. Bỏ cái dòng 5 đi. Xóa dòng 5 đi. Chạy đi. Cái hàm get all ông lấy đâu ra đấy, mở cái category ra thế nào đấy, hàm function ông biết là all nhưng ông lại đòi gọi hàm get all.
Đấy. Xem ở trong cái mở mở cái câu ấy ra thế nào, mở cái hàng các mở category ra thế nào. Bạn đi theo dấu bằng ạ. Ở chỗ skate. Chỗ nào cơ? Quay lại đi. Quay lại câu 3 đúng không? Kìa kìa, cái dấu bằng ở chỗ case kìa, không có kìa. Chỗ cái phần forex ấy. Hỏi chấm bằng, phải hỏi chấm bằng không phải hỏi chấm case. Là phần TD á, phần TD á. Ở dòng 18 ấy, 19, 19. Trước cái đô la kết ấy, thêm dấu bằng vào. Trước cái đô la kết test try. Giờ viết như nào? Làm nào? Function này. Bây giờ là viết function đúng không? Viết try. Bây giờ tham số không? Có ạ. Đâu là ID. Bây giờ làm nào nữa ở trong này? Truy xét câu lệnh ạ. Viết gì nào? Em thường viết là em viết là của em là dùng static, em không dùng mình. Rồi thôi, query bằng query đi ạ. Query. Bằng bằng selector date bằng form delete from list mũi tên đến table đi ha. Chấm hình như thầy thiếu thiếu dấu chấm chấm ở chỗ cái zip. Đúng rồi quay à. Bằng cái sự ID rồi sao nữa, xong rồi stmt discord này. Dạ. Hay là xong rồi? Chưa ạ. Còn nào nữa? Em không biết gì từ. Không biết gì em không biết dùng cái dùng này, em toàn viết là kiểu một dòng á, xong return cái kia ra. Header. Thôi quay lại ạ. Header. Ở đâu đây, không sao nữa, yêu cầu của tôi chỉ có viết mỗi hàm này thôi, còn xóa xong là xong, còn test như là thế là xong rồi. Ok, chạy thử nhá, đây đúng không, đăng bay lại này, reload tràng mất chưa, mất chưa, đây xóa thế thôi. Chúng ta có header, location về câu 3 VP xong. Đây. Được chưa các bạn ơi? Đây, rất đơn giản. Đây làm destroy của chúng ta đây. Cái gì mà rè ghê thế? Thằng nào ấy? Cường. Được chưa các bạn ơi? Em được rồi ạ. Rồi, ok. Đấy, nó khá là dễ thôi. Dạ.
Đấy là phần luyện tập về cái tạo ra đối tượng, cũng như là chúng ta sử dụng, đang sử dụng cái đối tượng để làm một cái việc nó có ý nghĩa. Là ý nghĩa ở đây nó là thêm sửa xóa dữ liệu ở trong cơ sở dữ liệu. Ok không ạ? Rồi ok, chúng ta sẽ sang cái nội dung tiếp theo. Để xem nào, cái câu 1 của chúng ta có những cái gì nữa. Rồi, chúng ta sang câu này. Câu 4. Trên mẹ nhầm. Rồi, câu 4.pp. Chúng ta có khái niệm, chúng ta cần nêu định nghĩa và lấy ví dụ, cũng như là so sánh giữa static method và method bình thường trong class. Thì cái phần này còn ai nhớ gì không? Phát biểu thử có một câu xem nào. À. Các bạn ơi. Không ai nhớ gì về static method à? Em chỉ biết cách dùng thôi, không thừa khái niệm. Thế giờ sơ đi. Sơ đi thử ra. Khổ quá ở đây nha. Nào, từ từ nha các bạn, dừng lại, tập trung hết vào màn hình nào. Tập trung hết vào màn hình là tôi sẽ demo. Ví dụ tôi có class là animal đi. Được chưa? Class animal. Tôi có một cái function ở đây là run. Echo ra là running. Animal running. Dạ. Tôi có thêm một cái static function it. Echo ra là animal eating. Dạ. Ở đây chúng ta có hai cái phương thức, một phương thức là phương thức bình thường là phương thức run, một phương thức là phương thức tĩnh là phương thức static. Bây giờ các bạn có nhìn thấy code không? Có. Đâu rồi? Có. Ok nhá. Thì bây giờ mình sẽ gọi hai cái thằng này. Đầu tiên tôi sẽ có là animal 2.2.it. Dạ. Tiếp theo ở dưới kia tôi viết là animal 2.2.run. Dạ, run thì không thấy lỗi đúng không? Chẳng thấy lỗi gì cả. Bây giờ chúng ta chạy thử này. Thấy không? Đấy, run. Đấy, eat. Eat này. Run này. Có chạy được không ạ? Chạy được không? Chạy được. Rồi, chạy được đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ chúng ta có thêm cái thuộc tính và name bằng Nguyễn Bá Vinh. Rồi, chúng ta animal running is Dolazis, mũi tên đến name. Rồi. Thấy không? Thấy không? Không. Thấy em ra được. Sao ạ? Các bạn thấy cái việc gì ạ? Phải gọi hàm new static. Không, từ đã. Chúng ta nhìn thấy ở đây là cái animal run này nó không thực thi đúng không? Nó đang bị lỗi đúng không? Nhá. Thế vậy bây giờ tôi vẫn muốn chạy cái hàm run này thì tôi phải làm nào? Muốn chạy cái hàm run này này thì tôi phải biết như nào? Tôi có ví dụ đô la vinh bằng bằng gì? New animal đúng không? Và tôi có vinh mũi tên đến run. Như này đúng chưa? Và bây giờ chúng ta chạy này. Thấy chưa? Animal running is Nguyễn Bá Vinh. Đến lúc này đã chạy được chưa? Bác Khánh. Chạy được rồi. Đến lúc này đã chạy chưa?
phát biểu được câu thế nào? Chạy rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta có vấn đề gì? Vấn đề như sau. Để đảm bảo các cái hàm của chúng ta chạy mượt á, chạy ổn á, thì như này nhá. Với hàm bình thường không có chữ static, với cái phương thức mà không có chữ static, để run được nó và để có thể truy cập được các phần tử thuộc cái thực thể ấy, tức là tóm lại là chạy được cái Dolazis, thì sao ạ? Thì để chạy được những cái phương thức này thì chúng ta phải tạo ra thực thể mới, tạo ra instance mới. Em thấy không? Vinh run, nhưng mà trước đấy Vinh đô la Vinh bằng new animal đã, để tính gì tính. Được chưa? Tức là nhắc lại này, để chạy được những cái phương thức bình thường thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải tạo ra một cái instance mới. Hiểu không ạ? Còn với cái phương thức static thì chúng ta không cần phải tạo ra một cái thực thể mới, mà chúng ta gọi thẳng cái phương thức static. Tức là chúng ta tiết kiệm được một bước. Đúng không ạ? Ở đây nó có hai bước xảy ra này, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ gọi một bước thôi. Hiểu chưa các bạn ơi? Hiểu cái static và cái phương thức bình thường nó khác nhau ở đâu chưa? Rồi ok nhá, nhưng mà chưa hiểu đâu, vẫn còn đây này. Trong static nó có một cái đặc biệt là nó không thể nào dùng được cái Dolazis, không được phép dùng Dolazis. Tôi thử nhá, cộng chuỗi với Dolazis mũi tên đến mềm. Anh thấy nó báo gạch chân đây chưa, thấy không? This Dolazis cannot be used in static method. Được chưa? Vì sao this không dùng được? Các bạn đoán thử xem nào. Vì sao this không dùng được? Nào, có đoán được không? Cái thím. Có đoán được vì sao Dolazis không dùng được không? Lúc nãy chúng ta có cái Dolazis là cái gì các bạn? Nào con bạn nào nhớ không nào? Lúc nãy chúng ta có Dolazis là cái gì? Đó. Là thực thể đang thực thi hành động. Đúng rồi, thực thể đang thực thi hành động, tức là cái vinh hoặc là cái một cái biến mà được khởi tạo, đúng không? Đúng chưa? Nhưng ở trong cái hàm if này chúng ta có khởi tạo thực thể nó không? Có. Không hề, chúng ta gọi thẳng đến cái hàm if mà. Đúng không ạ? Do đó cái phương ở trong cái phương thức static này chúng ta không có thực thể, bất không có chốt được là cái thực thể nào đang thực thi cái hành động này cả, không biết, không ai biết cả. Do đó là cái Dolazis không bao giờ được phép tồn tại ở trong cái hàm static. Bây giờ các bạn ghi nhớ cho tôi cái điều này nhá, ok chưa? Nó có lợi nhưng mà nó cũng có những cái rất là hại. Được chưa? Tiếp tục này, nếu mà ok rồi tôi tiếp tục này. Với cái hàm static thì chúng ta ví dụ như ở trong này chúng ta muốn gọi đến hàm run, hoặc chúng ta muốn truy cập đến cái thuộc tính name này, thì chúng ta phải bắt buộc đây nhé, nhớ này tôi nhắc lại lần nữa này, trong cái hàm static nếu trong trường hợp chúng ta muốn gọi đến cái biến name hoặc là gọi đến cái hàm run này, dạ, thì chúng ta phải tạo ra một cái thực thể mới ở trong cái hàm static. Ví dụ tôi có cái biến poodle bằng new animal thì nó có lạ lùng không? Dạ, hàm ở trong class lại gọi một cái thực thể thuộc cái class đó, nhưng chuyện này là rất bình thường nhá, chuyện này rất bình thường. Bây giờ chúng ta gọi đến cái name này thì chúng ta sẽ có cái gì? Echo Dola Model mũi tên đến name là Echo ra cái thẻ BR.
như thế này mới được. Được chưa? Chạy thử này. Thấy không? Tôi sẽ bỏ cái đoạn của đoạn dưới đi. Đây. Thấy không? Nguyễn Bá Vinh, Animal Eating. Nguyễn Bá Vinh là cái đoạn này này. Đúng không ạ? Nhớ nhé, trong cái hàm static chúng ta không thể nào gọi đến các cái thuộc tính hay là các cái phương thức, bởi vì chúng ta không có this. Do đó để thực hiện được cái việc là sử dụng các cái phương thức của thuộc tính của class thì chúng ta phải tạo ra một cái thực thể mới như này. Sau đó dùng cái biến model này để tương tác với các cái thuộc tính hay là các cái phương thức nằm trong cái class. Được chưa? Ghi chép phần này vào nhé, nó rất là quan trọng đấy. Được chưa? Ok chưa các bạn ơi? Được chưa? Không có nào thèm trả lời luôn. Dạ. Xong chưa? Đến cái phần này có hiểu không? Có hiểu không đã? Nó hơi khù khoằm đấy. Thế thầy nói lại một lượt nữa, nó vẫn đang kiểu chưa hiểu làm thế. Đây nhá. Dạ. Hàm static khác với hàm bình thường. Cái method static khác với method bình thường trong class ở đâu? Như method bình thường để sử dụng hết tất cả tính năng của nó thì chúng ta phải tạo ra một cái thực thể mới như này. Và từ cái thực thể đấy chúng ta mới giấu mũi tên đến cái phương thức bình thường như này. Được chưa? Tức là để chạy được cái hàm run này thì chúng ta phải là có cái vinh, mà vinh phải mũi tên đến run, được chưa? Cái này có hiểu không? Cái này dễ rồi đúng không? Vâng. Nhưng mà với hàm static method thì nó khác. Static method thì nó đích cần phải tạo ra thực thể mới, nó gọi thẳng luôn bằng cách là tên class 2.2. Ít cái dấu 2.2 này là thể hiện cho cái static này, được chưa? Cứ ở chỗ nào có 2.2 thì là ở chỗ đấy đang gọi đến hàm static hoặc là biến static hoặc là hằng số. Được chưa? Cái đoạn này có nhớ được không? Rồi. Ok. Cái thứ ba là trong cái hàm static chúng ta không được phép dùng dollar this. Nhớ thế thôi, nhớ ngắn gọn thôi. Là trong hàm static không được phép gọi dollar this. Đấy là cái thứ ba. Được chưa? Rồi. Cái thứ tư, để có thể là trong hàm static để có thể là truy cập đến các cái phương thức hoặc thuộc tính của cái class, tức là phương thức đây, thuộc tính đây. Hiện tại là nếu mà không có cái đoạn này, thì là cái này ở trong cái hàm static này không được phép gọi đến cái này, cũng không được phép gọi đến cái này, đúng không? Bởi vì không có tạo thực thể mà. Do đó để trong hàm static để có thể tương tác được với cái thuộc tính và các phương thức được định nghĩa ở trong cái class ấy, thì chúng ta phải tạo ra một cái instance nằm trong cái hàm static bằng cách là dollar model bằng new animal. Đấy này. Tên ở trên như nào thì ở dưới như vậy. Thấy chưa? Thì ở dưới này chúng ta mới echo được model name, hay là chúng ta mới có thể là dollar model mũi tên đến run như này thì mới chạy. Animal running is Nguyễn Bá Vinh. Animal eating. Bạn thấy không? Thì chạy cái này trước rồi chạy cái này. Được chưa? Và chúng ta quan trọng nhất là cái thằng dollar model bằng new animal kìa. Thế khi nào thì cần dùng đến hàm static ạ? Ok, đây. Khi nào dùng hàm static đúng không? Cho các bạn một ví dụ như sau. Category on, function on. Nhìn thấy không? Cái hàm này lúc nãy là chúng ta lấy toàn bộ dữ liệu ra ngoài đúng không? Đúng không? Còn nhớ không? Vâng. Ok, bây giờ chúng ta có như sau. Static, function on.
trong này chúng ta có đô la model bằng new category. Dạ, bây giờ cái chữ this này tôi thay bằng cái chữ model. Dạ, cái chữ this này tôi cũng thay bằng chữ model. Thế thôi. Bây giờ xem nhé, xem này. Thế cái đoạn này thì chúng ta hiểu cho chúng ta chuyển cái hàm on này sang thành hàm static. Được chưa? Bây giờ ở câu 3 chúng ta ném mẹ cái này đi. Chúng ta chỉ đơn giản là gì ạ? Category 2.2. On. Nào, bây giờ sang câu 3 nhá. Câu 3. Kết quả có tương đương không? Vẫn tương đương à? Hoàn toàn tương đương. Nhưng mà code của chúng ta đã giảm được mấy dòng? Giảm được 1 dòng. Đúng không? Cái khi nào chúng ta dùng hàm static ấy, thì cái đấy nó không có cái định nghĩa nào và cũng không có chỗ nào yêu cầu bắt buộc cả. Em hiểu không? Không có chỗ nào cần bắt buộc cả mà chúng ta phải tính toán. Cái việc của thằng lập trình viên là phải tính toán là khi nào mình nên dùng cái gì. Trong trường hợp này, ví dụ tôi chỉ đơn giản tôi muốn lấy cái đơn giản tôi muốn lấy hết dữ liệu giả. Nhưng mà tôi thấy cái việc là tôi tạo ra một cái thực thể mới nó đang tôi cảm thấy nó đang hơi thừa. Tôi có thể code nó tốt hơn. Đúng không? Thì tôi thử dùng cái static và tôi thấy cái static nó chạy được. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Thì trong cái việc lập trình của chúng ta ấy, tôi luôn luôn có một cái lời nói chuyện với các bạn luôn luôn là các bạn phải mềm dẻo. Code không phải là chúng ta cứ băm 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 định nghĩa nó như này là cứ thế mà dùng. Không. Chúng ta phải luôn luôn là mềm dẻo nó ra. Mình cảm thấy làm được cái việc thì mình cứ làm. Chúng ta phải sáng tạo ra. Được chưa? Vận dụng những cái thứ mình đã học, sáng tạo những cái thứ mới. Thì cái đấy nó mới là cái của các bạn. Còn các bạn dùng lại của những người khác thì các bạn cuối cùng cũng chỉ được đến một cái tầm nào đấy thôi. Được chưa? Tiếp tục nói về static. Phần này phần cuối cùng của static này. Thì tôi có một cái đoạn ví dụ như sau. Được chưa? Ví dụ như sau nhé. Tôi thay cái đoạn cái model bằng new animal này bằng cái chữ static. Được chưa? Tôi thay cái model new animal bằng new static. Được chưa? Thì ở đây chúng ta liệu cái câu 4 của chúng ta có chạy được không? Cái hàm câu 4 ấy, cái file câu 4 ấy. Vẫn chạy bình thường đúng không ạ? Thế vậy thì cái model này thuộc kiểu dữ liệu gì? New static là new cái đách gì? Và cái biến model kia thuộc kiểu dữ liệu gì? Kiểu dữ liệu gì ạ? Ai trả lời được không? Object phải không ạ? Tất nhiên là object, nhưng mà object thuộc class nào? À, thuộc class animal. Vì sao? Bạn trả lời hoàn toàn đúng nhé. Hoàn toàn đúng. Nhưng mà vì sao? Em chỉ hiểu thôi, em giải thích thì cũng chẳng biết giải thích. Tại vì em hiểu chỗ đấy là cái static đấy nó thay cho là animal thôi. Ừ. Đúng rồi đấy. Trong hàm static, nếu mà chúng ta khởi tạo một cái thực thể, một cái instance mới bằng câu lệnh là new static, thì cái chữ static này nó nằm ở trong class nào, trong cái phạm vi dấu ngoặc này. Nó nằm trong phạm vi dấu ngoặc của cái class nào, thì cái chữ static này nó sẽ thay thế luôn cái tên class vào đây. Được chưa? Cái chữ static này nó đại diện cho cái chữ tên class nơi nó định nghĩa ra. Ví dụ ở đây nó định nghĩa trong cái hàm cái lớp animal thì cái chữ static này tương đương với chữ animal này luôn. Mấy nữa chúng ta học đến kế thừa thì chúng ta thấy là cái này nó rất là lợi hại. Được chưa? Thì đấy nó là cái nội dung cuối cùng về cái chữ static này, thì các bạn về các bạn ôn lại giúp tôi nhá. Code tôi vẫn sẽ đẩy lên trên GitHub. Về check lại. Được chưa? Xong chưa? Còn bạn nào thắc mắc gì không ạ? Cái hàm destroy các bạn thử chuyển nó. Cái hàm này, hàm destroy này, các bạn thử chuyển nó sang thành static xem có được không nhá. Nhá. Ok. Chúng ta sẽ điểm danh.
Bây giờ bạn nào điểm danh thì viết chữ có vào phần chat nhá. Rồi. Vũ Đức Anh có đây không ạ? Không có luôn à? Nguyễn Duy Khánh không có luôn. Vũ Văn Hoàng. Rồi, Trần Thế Anh. Trần Thế Anh. Lê Hữu Tú. Nguyễn Minh Tiến. Hoàng Tuấn Long. Đinh Hữu Quang. Nguyễn Trung Dũng. Đỗ Thành Trung. Nguyễn Bá Vinh. Nguyễn Trung Đức. Nguyễn Hồng Minh. Nguyễn Minh Quang. Phạm Phan Hữu Kiều. Nguyễn Trường Nam. Ngô Thị Thủy. Không có luôn. Bùi Văn Nam. Cấn Khả Duy. Hoàng Tiến Đạt. Tạ Bích Thảo. Lê Văn Thắng. Đỗ Đức Hoàng. Nguyễn Cao Cường. Đỗ Thành Luân. Đỗ Thành Luân. Phạm Thị Quỳnh Trang. Lê Khả Nam. Vũ Ngọc Tú. Vũ Ngọc Tú. Lê Viết Huy. Trần Hoàng Linh. Trần Hoàng Linh không có này. Phạm Thị Ngọc Khánh. Vương Chí Hiệp. Nguyễn Thanh Phương. Bùi Thanh Tuấn. Bùi Thanh Tuấn. Dương Đình Linh. Rồi ok. Còn bạn nào chưa điểm danh không ạ? Nếu mà hết rồi tôi sẽ lưu vào nha. Rồi ok, hôm nay chúng ta học được tương đối nhiều rồi. Buổi sau chúng ta sẽ cố gắng hoàn thiện nốt cái phần OP và bốn tính chất luôn. Thầy ơi cho em hỏi ạ. Ừ. Tại em sao em không có ở trong lớp điểm danh ạ? Em email lại cho phòng đào tạo đi. Vâng. Ừ, để họ thêm bổ sung em vào danh sách lớp nhá. Vâng. Rồi ok. Thế nhá. Bye bye các bạn, về nhớ ôn tập và xem cái đống video tôi gửi lên đấy. Được chưa? Rồi bye bye. Hẹn gặp lại.